Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa thì có anh cạnh tại tấm nói về cái ông Phúc đó mà chúng ta thấy là cái ông Phúc là lớn nhất chúng ta sống của mình không? Cứu rỗi không? Amen. À, tuần vừa rồi thì chúng ta học về làm cách nào để trở thành môn đồ của Chúa Giêsu đúng không? Và chúng ta biết rằng là môn đồ của Chúa Giêsu thì phải từ bỏ tất cả, từ bỏ chính mình và phải liều mình bắt tập tự giá nữa thì mới xứng đáng là môn đồ của Chúa Giêsu. Amen. Phải vậy không? Tôi thấy cái vấn đề mà Chúa bảo mình sẽ từ bỏ, rồi Chúa bảo mình từ bỏ chính mình nữa, bắt tập tự giá nữa, tôi thấy đây là cái ân phước rất là lớn. Phải vậy không? Không ai dám nói hả? Nếu chúng ta bắt được tập tự giá, chịu đựng được mọi sự gian khổ đau đớn thì chúng ta sẽ trở thành những con người rất là vĩ đại đúng không? Chúa muốn chúng ta trở thành người giống Chúa. Amen. Và người giống Chúa thì phải được huấn luyện rất là kỹ lưỡng. Và rất là kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ trở thành một người giống Chúa trong mọi phương diện. Amen. À, giống như Tài nói rằng là người khác làm cho mình cái gì đó tự nhiên cái mới khó chịu làm bầm liền à. Nhưng mà Chúa dạy cho mình không còn làm bầm nữa thì cái đó là phước không? Danh tiếng tốt hơn là giàu quý giá đúng không ạ? À? Người cha người mẹ muốn mà con mình tốt thì người cha người mẹ huấn luyện dạy dỗ con mình trong mọi phương diện để nó sau này nó ra đời là người ta kính nể, người ta tôn trọng, người ta không có sỉ nhục. Mà khi một người có một bản chất tốt rồi á thì sẽ nhận lãnh rất là nhiều thứ. Amen. Amen không? Nếu mà chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời, giống Đức Chúa Trời, giống Chúa Giêsu của chúng ta thì chúng ta thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Amen. Phải không ạ? Nên cái việc mà Chúa huấn luyện chúng ta để chúng ta không còn cái tôi nữa, để chúng ta không còn cái xác thịt nữa, để chúng ta có thể chịu đựng được mọi thứ, mọi gian khổ, mọi hoàn cảnh thì đó là điều vô cùng tuyệt vời nhất. Amen. Amen. Nên chúng ta mang hiểu ý Chúa và chúng ta sẵn sàng chịu đựng trong mọi phương diện và cũng sẵn sàng đó là làm điều gì cũng tạ ơn Chúa. Amen. Chúa là đang huấn luyện chúng ta, nhiều chúng ta không thấy cha mẹ dùng roi gì đó, dùng lời để dạy chúng ta thấy đó, phải không? Nhưng mà Chúa dạy chúng ta không thấy không? Nhưng mà Chúa là cha của chúng ta, Chúa là đấng mà muốn chúng ta trở thành những người tốt, những người trinh hiển, rất là quyền năng, rất là bình hiển chứ không phải là người bình thường. Amen. Ai nghe ta mà làm theo thì sao? Các nhà mình bay bằng đá không à? Mưa xa nước chảy gió lai sao đạo tỷ? Cũng không hư à gì cả. Cảm ơn Chúa. Đó là điều chúng ta cần phải biết được. Sáng nay chúng ta sẽ có ba câu kinh thánh. Vậy nên, vì chúng ta có một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh, hãy thức bỏ mọi gánh nặng và hồ lỗi bóng vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Hãy chú tâm hướng về Đức Giêsu là đấng tác giả và hoàn thành đức tin. Vì niềm vui mừng đặt trước mặt Ngài chịu đựng thập tự giá, kinh điều sỉ nhục, nên được ngồi bên phải Ngài Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ về đám tả đương đầu với sự chống đối của những kẻ tội lỗi như thế, để anh chị em khỏi mệt mỏi ngã lòng. Amen. Tuần rồi thì chúng ta học về Luca 14, nói về môn đồ, là môn đồ của Chúa Giêsu. Mà phía đầu tiên thì Chúa nói về một cái bữa tiệc lớn. Bữa tiệc đó Chúa có ghi lại là mời ba cái thành phần. Một người được mời đó là họ nói rằng là tôi mới mua đất ruộng, tôi xin cứu, tôi không thể nhường. Người thì sao?
mới mua cặp bò thì sao? Tôi thử bò. Một người đó là tôi mới cưới vợ, tôi bị suy kiệt không đi được. Tức là một người thì ốm đắp đai, người thì ốm bắt con bò của mình, người thì ôm vợ. Chim kiếu mà không chịu đến dự buổi tiệc lớn này, ông chủ nổi giận. Bọn nó là ra ngoài đường á, ra ngoài máu rách người què đuôi sức mẻ mờ hết vào này dự buổi tiệc. Rồi sau đó chú bắt đầu nói về ai muốn theo ta, muốn làm môn đồ của ta. Vì sao? Phải ghét cha mà anh chị em rồi cả chúng mình nữa. Nếu mà không làm điều đó thì không xứng đáng làm môn đồ của ta, không phát là tự giá thì không làm môn đồ của ta. Nên Chúa Giêsu đến mà chúng ta thấy rất rõ, Ngài bắt đầu thi hành chức vụ thì Ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh, rồi Ngài được Thánh Linh đưa vào đồng ấm chịu khát chỗ. Trong vòng 40 ngày khi ngang cầu nguyện, Ngài đã thắng hơn mọi sự và Ngài trở về đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh, và Ngài tuyên bố là Ngài được sức dầu để mà rao giảng phúc âm, chữa lành, đuổi quỷ, giải phóng tất cả những con người nô lệ cho Satan, nô lệ cho xác thịt, cho tội lỗi, cho thế gian này, nô lệ cho tiền bạc, nô lệ cho bệnh tật, rồi nô lệ cho đủ mọi thứ. Ngài giải phóng hoàn toàn những người đó. Và cuộc đời của Chúa Giêsu đi từ nơi này đến nơi kia, từ làng này đến làng khác, từ thành này đến thành khác, Ngài giảng phúc âm, giải cứu và chữa lành, làm biết bao nhiêu điều lành cho dân sự của Chúa thành bây giờ và nhiều người bên ngoài. Được sau đó qua một cuộc các sứ đồ thì chúng ta thấy điều gì? Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống trong ngày lễ mỗi tuần, và những con người môn đồ của Chúa Giêsu là những người khởi sự bắt đầu giảng phúc âm, chữa lành, đuổi quỷ và lan tỏa từ Jerusalem đến xứ Giu-đê, xứ Samaria cho đến cùng trời đất. Amen. Amen. Thì mục đích của Chúa Giêsu của chúng ta, mục đích trong sự cứu rỗi, mà trong sự cứu rỗi đó là rao giảng phúc âm từ nơi này đến nơi khác để họ nghe. Họ nghe rồi họ mới tin, họ tin thì họ mới được cứu. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đến trên thiên đàng đến, và Ngài giảng về ai ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Mà khi người đó ăn năn tội thì nó đã bước vào trong vương quốc thiên đàng, sống với Ngài thiên đàng trên đất, và có những bệnh tật, có những xiềng xích, có những cái ách của Satan nó gắn với người đó, thì người đó được giải phóng cách hoàn toàn, được tự do hoàn toàn, trở thành con Đức Chúa Trời để có thể thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Amen. Và các môn đồ, các sứ đồ và hội thánh đầu tiên đều làm công việc đó, không có gì khác hơn, đó là đem cái sự tự do cho những người nô lệ. Amen. Amen. Chúng ta mạnh mẽ là như sự yếu quay. Nên Chúa muốn nói rằng là làm chức vụ môn đồ rất là cao quý, rất là vĩ đại, đó mà. Nên Ngài đã nói rằng là những người mà được mời đó để dự một cái buổi họp bàn đó, để mà đi ra để làm chứng nhân mà không chịu đi đó, Chúa nói rằng là mấy người đó là không nếm được cái buổi tiệc của ta đâu, không có nếm thử được cái tiệc cứu rỗi của Chúa là thế nào, vui sướng, vui mừng một người tin nhận Chúa rồi giải cứu Chúa là họ như thế nào. Và Chúa cũng nó phía dưới đó, nó rằng nếu mà xây một cái tháp, xây một cái nhà phải tính, phải không, phải tính xem thôi có đủ vật liệu không, đủ gì để xây không, chứ không là xây bắt đầu khởi sự xây mà xây không xong đó, bỏ đó thì người ta cười chứ ăn là nè, người ta đem quân người ta đánh mình mà mình xem lại chứ mình có 10.000 quân thì có đánh với 20.000 quân được không. Nếu mà thấy không được có thể nên cầu hòa đi. Chúng ta hiểu cái điều đó không? Có nghĩa là Chúa bảo chúng ta là phải tính, phải tính đó, xem nó có làm môn đồ của Chúa Giêsu được không. Chứ sự chừng này bỏ về cái điều này thì không hay rồi, ta cười đấy. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta tính như thế này, chúng ta hãy tính
là một môn đồ của Chúa Giêsu, nó cao quý như vậy, nó rất là cao trọng, rất là vĩ đại, đem cái sự giải phóng cho rất là nhiều người. Và so sánh với cái việc mà chúng ta từ bỏ cái việc mà chúng ta chịu đựng gian khổ đó, cái nào lớn hơn, cái nào tuyệt vời hơn? Là môn đồ Chúa Giêsu so với cái việc mà chúng ta từ bỏ đó để mà nhận lãnh một chức vụ môn đồ, nhận lãnh quyền năng để trở thành những người vĩ đại đó, cái nào lớn hơn, cái nào cao quý hơn? Chắc chắn là cái sự môn đồ vẫn lớn hơn tất cả mọi thứ, không phải vậy không? Chúa bảo chúng ta bắt gặp tự giác, Chúa bảo chúng ta từ bỏ, Chúa bảo chúng ta nhịn, nín chịu mọi sự, chịu đau đớn, chịu thiệt thòi để rồi chúng ta trở thành những người vĩ đại. Bởi vì đương nhiên chúng ta muốn làm một chức vụ thì chúng ta cần phải có sự trả giá chứ. Amen. Đó là vấn đề trả giá. Nhưng mà Chúa nói nè, trong Giăng đoạn 10 đó, từ câu 29 nói rằng là ai vì ta và lời của ta mà từ bỏ cha mẹ anh chị em vợ con kêu tắt ruộng nhà cửa mở đó, thì ngay đời này nhận lãnh lại trăm lần hơn cả sự gấp hớp và đời sau thì được sự sống đời đời. Chúa nói rằng chúng mình từ bỏ, nhưng mà Chúa nói rằng nếu con bỏ một thì con sẽ nhận lại trăm lần hơn. Amen. Chúng ta thấy rằng là Chúa thấy Phi-rơ, Chúa gọi Phi-rơ thì hãy theo ta, thì Phi-rơ bỏ lưới bỏ thuyền theo Chúa, đúng không? Phải vậy không? Nhưng mà chúng ta thấy được rằng là khi Phi-rơ truyền giảng phúc âm á, thì Phao-lô nói rằng là chẳng lẽ tôi không giống như Phi-rơ, như Sê-pha dẫn vợ cùng đi sao? Như vậy thì Phi-rơ là một người bỏ hết đi theo Chúa, nhưng mà sau đó thì ông vẫn dẫn vợ đi hầu việc Chúa mà. Amen. Phải vậy không? Chứ tao không mất vợ đâu. Nó là ghét cha mẹ, ghét vợ con gì đó, chúng ta là từ bỏ. Chúng thấy được cái phút giây quyết định của chúng ta là từ bỏ, xem Chúa Giêsu là quan trọng nhất, xem cái chức vụ môn đồ mà Chúa kêu gọi chúng ta là trọng nhất. Amen. Thì Chúa cho lại cho chúng ta không mất mát gì cả, cho lại cả trăm lần hơn. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa nói như thế này, vậy nên chúng ta có cả một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh, hãy cứ bỏ mọi cách nằm và tội lỗi dễ tấm gương kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Điều thứ nhất là chúng ta hãy bước vào cuộc đua. Amen. Tôi muốn nói là ông nói là cuộc đua, nhưng mà tôi nói là trường đua, bởi vì ở đây nó cả cuộc đời của chúng ta, không phải chỉ là một cuộc đua thôi, nhưng mà là một trường đua, có nghĩa là nó rất là dài, nó theo dõi cả cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời chúng ta từ khi tin Chúa cho đến kết thúc là chúng ta ở trong một trường đua. Amen. Amen. Như vậy thì tác giả nói rằng vậy nên chúng ta hãy, chúng ta có một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh. Như vậy nhân chứng rất lớn bao quanh nó là ai? Nhân chứng rất lớn bao quanh chúng ta, ủng hộ chúng ta, và họ là những người tiên phong, họ là những người đi trước chúng ta, họ là những người sẽ ủng hộ, sẽ khích lệ thờ sống của chúng ta. Đây là đám mây nhân chứng rất lớn, đó chính là Hebrew 14, đó là những anh hùng đức tin. Amen. Có phải vậy không? Hebrew 11 nó rất rõ là những anh hùng đức tin. Và những anh hùng đức tin là những con người sẵn sàng từ bỏ tất cả mà theo Chúa. Anh hùng đức tin nó có Abraham, Chúa gọi là đi mà không biết mình đi đâu, và biết bao nhiêu con người có thể bị giết, bị quăng vào hang sư tử, bị chém. Tức là họ là những người theo tiếng gọi của Chúa, họ là những người Chúa gọi, họ đã có con đây và họ đã đi, và họ đã chịu đựng tất cả những cái sự phản nghịch, họ chịu đựng tất cả những người chống đối, những người tội lỗi, và họ sẵn sàng đứng về phía của Đức Chúa Trời để mà rao giảng phúc âm cho Đức Chúa Trời, để mà cứu người. Chúng ta biết là rao giảng phúc âm để cứu người không phải là đơn giản, nhưng mà rao giảng phúc âm để cứu người thì những con người tội lỗi, những con người chống nghịch đó, họ chống đối lại, thế giới của tội lỗi chống đối lại những con người công chính.
và những con người chúng đã hy sinh. Họ đã hy sinh trong các thời đại, là họ là những người tin nhận nơi Chúa, được Chúa kêu gọi trong chức vụ của mình. Họ là những tiên tri của Đức Chúa Trời. Họ sẵn sàng đứng trước mặt những con người mà chuẩn bị giết họ. Họ vẫn nói, họ vẫn mạnh mẽ, họ bị giết đó, nhưng họ vẫn nói. Giống như là Ê-tiên cũng vậy, đứng trước mặt những người chống đối, đứng trước mặt những người phản nghịch Đức Chúa Trời, cái chết gần kề đó, nhưng mà ông vẫn đứng và giảng cho họ nghe. Và đó là điều mà chúng ta thấy rằng đây là những anh hùng đức tin đang thay quanh chúng ta. Họ có một mục đích và họ có một mục đích, và chúng ta cũng không khác cái mục đích đâu. Có phải vậy không? Hậu thánh của Chúa không khác cái mục đích của họ. Hậu thánh của Chúa cũng theo Chúa Giê-xu, cũng chịu khổ như Chúa Giê-xu đã chịu, cũng phải rao giảng phúc âm, cũng phải cứu người. Dù thế giới này tấn công, dù thế giới này có bắt giết, thì nhốt, tù đầy đủ lực, nhưng mà họ vẫn tiếp tục giảng, vẫn tiếp tục làm chức vụ mà Chúa kêu gọi là sống của họ. Amen. Những con người này đã chết đi, máu của họ đã đổ ra, và Đức Chúa Trời nhìn thấy giọt máu của những người rao giảng tin lành thật là tốt đẹp, thật là tuyệt vời. Hiện nay có sự cứu rỗi có nhiều. Vậy nên chúng ta có một đám mây nhân chất rất lớn bao quanh, hãy vứt bỏ mọi cách nặng và tội lỗi dễ phóng vương. Hãy vứt bỏ tội lỗi, gánh nặng phóng vương. Một người bước vào trong trường đua đức tin thì không thể mang những gánh nặng đó mà đua được. Để chúng ta lo lắng đời này, lo lắng về gia đình của chúng ta, cơm áo gạo tiền thì chúng ta không thể nào đua được. Có phải không ạ? Những người đi vào trong trường đua thì sao? Những gì cần đem theo là đem theo, những người không cần, những gì không cần vứt. Amen. Không thể mang những ba lô nặng nề, những gánh nặng mà có thể chạy trong cuộc đua này, nhưng mà phải vứt bỏ một gánh nặng. Amen. Những gì lo toan, những gì mà chúng ta suy nghĩ nặng nề đến đời sống của chúng ta, lo đủ mọi thứ, chúng ta hãy trao gánh nặng cho Ngài, vì Ngài hay sắp sắp ở đây. Amen. Hãy trao gánh nặng cho Chúa và đưa, hãy mang giày của tiếng lành bình an mà bước đi. Amen. Phải không ạ? Hãy mang giày của tiếng lành bình an. Nếu chúng ta không mang giày của tiếng lành bình an thì chúng ta làm sao chúng ta có thể ra đi được? Phải vậy không? Đi mà lo lắng giày của mình, đi mà lo lắng cho cha mẹ của mình, đi mà lo lắng cho vợ, cho con, cho chồng của mình, hay là công việc của mình, là làm thế nào mà đủ ăn đây, làm thế nào, làm thế nào. Như vậy thì chúng ta không thể nào đi được. Nhưng hãy nhớ rằng những con người anh hùng đức tin đã đi trước chúng ta, đang bao vây chúng ta, đang ủng hộ đời sống chúng ta. Tác giả muốn nói chúng ta hãy nhìn vào những con người anh hùng đức tin này. Họ sẵn sàng ra đi, họ sẵn sàng bỏ tất cả theo tiếng gọi của Chúa, và họ đã ra đi. Họ là tắt ngọn lửa thần, bịt mồm sư tử, rất là quyền năng, cũng có người sẵn sàng chịu đựng, cưa xẻ được ở đức tin của họ. Và cảm ơn Chúa, chúng ta hãy bỏ đi gánh nặng của chúng ta, bỏ đi những lo con của chúng ta, và bước vào trường đua. Và chúng ta cũng bỏ đi những cái tội lỗi dễ bóng vương để mà đua. Chúng ta biết là cái tội lỗi dễ bóng vương có nghĩa là theo cái câu trong ngô cũng thì người ta nói là cái dây chuồng khó nhất, nó bóng vương trong đời sống của chúng ta, nó lỏng lỏng thôi chứ nó không có siết chặt. Cái tội lỗi đó nó bóng vương, và khi chúng ta chạy thì vẫn chạy được, thì chúng ta mạnh mẽ, chúng ta tiến tới được. Nhưng mà khi chúng ta chạy mà cái dây đó nó căng lên là nó giật chúng ta phải ngã xuống ấy. Tội lỗi nó nhỏ thôi, con trùng nhỏ nó phá hoại vườn nho, nên cái tội lỗi bóng vương trong đời sống của chúng ta, có thể chúng ta hay nói dối, hay nói dối thành một thói quen, nói ra là nói dối, đó là tội lỗi bóng vương. Chúng ta cắt đứt và không nói dối. Những cái tội lỗi nào trong đời sống chúng ta thành thói quen á, chúng ta hãy cắt để mà chúng ta có thể bước vào trong trường được. Amen. Chúng ta cắt tội lỗi được không? Cũng khó ha, nhiều lúc chúng ta thích, nó bóng vương có nghĩa là chúng ta thích cái tội đó, nên nó mới bóng vương đời sống của chúng ta, nó không đi được, mà nó phải làm hại cuộc đời của chúng ta. Những ngày qua tôi suy nghĩ cái tội lỗi bóng vương là gì.
là cái gì trong đời sống của mình. Và có một cái ý tưởng bắt vào cái điện thoại. Anh chị có amen điều này mà. Cái tội lỗi bấm vương đó là cái điện thoại. Không cầm thì thôi, chứ cầm lại nha lạ. Vô cái này chút vô cái xe rồi cái lạ mất cả tiếng đồng hồ. Mình không ra được. Vào đó rồi thì thêm chút nữa, có tiếng ngồi nhiều người 2-3 tiếng ngồi luôn. Chúng ta có tin rằng đó là tội lỗi dễ bấm vương không? Và nó luôn luôn trái một đời sống của chúng ta, mất thì giờ và sai phạm của chúng bỏ thì giờ rất là vô ích, làm những việc rất là vô ích. Nên chúng ta phải quyết định kết. Amen. Cần gọi ai thì gọi, cần cái gì đó vào, vào xong ra. Chúng ta không để cho nó lôi kéo chúng ta vào trong đó, mất thì giờ làm những việc rất là vô ích. Bạn bè không? Những gì của Lai Lập chúng ta không làm, lời của Đức Chúa Trời chúng ta lại không đọc. Thành người đọc chút chút thôi để rồi lướt. Lướt nhiều quá. Rồi những người cha người mẹ cho con cái nhỏ của mình giao điện thoại cho nó lướt. Rồi điện thoại nó dạy nó đủ mọi thứ đó. Đến khi nó lớn hơn rồi, nó tại sao nó sống một cái đời sống nó hoàn toàn khác. Bởi vì nó sống theo xã hội, nó sống theo điện thoại mà. Phải vậy không? Nên chúng ta phải dạy con sống lễ phép như thế nào, tôn trọng như thế nào. Tiên học lễ hậu học văn mà, chúng ta phải dạy dỗ con mình cho đừng để điện thoại nó dạy. Điện thoại nó dạy đủ mọi thứ xấu ở trong đó. Nên các cha, các mẹ, các phụ huynh chúng ta cần thiết phải biết rằng phải cắt cái vấn đề này, để rồi con cái mình nó tập trung học hành, tập trung vào lời của Đức Chúa Trời, nó sẽ tốt hơn là điện thoại nó dạy sao được. Hãy vứt bỏ gánh nặng rồi tội lỗi dễ bấm vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Amen. Hãy kiên trì chạy theo cuộc đua. Ở đây là chạy là phải kiên trì, chứ không phải chạy chiếu mệt quá thôi tôi không chạy được. Có nhiều người nói hầu vì chúa thời gian thấy mệt quá đâu nhỉ, hầu vì chúa thời gian thấy chẳng có lợi gì, không có lợi gì hết, thấy tốn kém không à, không thấy được cái tương lai mà không thấy được cái sự gieo và gặt, không tin vào sự thật tín của Đức Chúa Trời. Có nhiều người hầu vì chúa thời gian thấy nhìn người này nhìn người kia nhìn người đó. Chúng ta nhớ câu chuyện một người kia nói một sơ đây, tôi xin em ra khỏi hậu thánh không, chắc các chị em cũng đã xem rồi phải không, ra khỏi hậu thánh. Cái một sơ rồi hỏi tại sao nó ra khỏi hậu thánh, thì người đó nói rằng tôi thấy cái ông chấp sự đó ông xấu quá, cái bà thư ký kia thấy tính tình thế này thì thế nọ, rồi cái tiếng đồ này tiếng đồ kia nói không có ai tốt hết, và tôi xin ra khỏi hậu thánh. Cái ông sư nó được, nếu mà anh ra khỏi hậu thánh thì anh làm giúp tôi một điều, tức là anh đến đây đến giờ rồi đây, rồi anh làm một điều, nếu mà anh thành công thì anh sẽ ra khỏi. Thì đến khi anh đưa cho cái người đó cầm một ly nước đầy, ly đầy nước, nó anh cầm cái ly đầy nước này và anh đi vòng quanh cái nhà thờ xong anh trở lại đây xem thử cái tạt được không. Nếu mà anh bị tạt nước là anh thất bại, nhưng mà anh giữ được là anh thành công. Thì anh đi anh chú tâm vào cái ly nước, chú tâm vào cái ly nước, anh cứ đi một vòng thì thấy cái ly nước nó còn liền không có đổ ra rồi, nó thấy là mình thành công là con nhá. Cái một sư hỏi anh cứ như vậy anh đi một vòng nhà thờ anh có thấy gì không, anh nói không có thấy gì hết. Có thấy cái người kia nói xấu người này không, nó không. Rồi ta tiếp tục đi một vòng thứ hai, đi vòng thứ ba, anh hoàn toàn thành công. Thế nhìn như vậy là anh có thấy gì trong nhà thờ không? Không, tôi không thấy gì hết. Cái điều này nói lên chúng ta hiểu điều gì không? Bởi vì anh ta tập trung vào trong cái ly nước, giữ cái ly nước này, anh có mục đích, anh có tập trung vào, nên anh ta không thấy cái gì bên ngoài cả. Amen. Chúng ta nghe được không ạ? Câu thứ hai nói rằng là hãy chú tâm hướng về Đức Giêsu. Khi mình thờ phượng Chúa là chú tâm hướng về Chúa Giêsu mà thờ phượng. Amen.
Khi mà chúng ta sống một đời sống, chúng ta phải kiên trì trong cuộc đua này là chúng ta hướng về mục đích. Người đua là người ta hướng về đích, chứ không phải nhìn bên này nhìn bên kia làm sao mà đua được. Amen. Chúng ta vào trường đua, chúng ta có những anh hùng đức tin bao quanh chúng ta, và chúng ta có một tấm gương, đó là Chúa Giêsu là tấm gương của đức tin. Hãy chú tâm vào Chúa Giêsu để đua, chứ không phải nhìn người này và nhìn người khác. Anh chị em mà nhìn người này nhìn người kia, anh chị em có trở nên mạnh mẽ không? Mạnh mẽ không? Chúng ta có những cái phong trào rất là tuyệt vời khi mà chú có hơn đó. Ô, ai hình như là cũng sốt sáng vào việc Chúa cũng rất là tốt á, không? Rồi chúng ta cùng phấn hưng với nhau, rồi cùng rất là phấn khởi trong cái điều mà Chúa đã làm. Chúa phấn khởi hội thánh của Chúa. Nhưng mà sau một thời gian nó qua đi, nó yên lặng trở lại, rồi chúng ta nhìn người nào thì chúng ta nhìn người kia. À, khi Chúa phấn khởi thì chúng ta nhìn mục đích đó là cứu người này, cứu người kia quá. Chỉ còn phép lạ Chúa làm cho người này, người kia, chúng ta vui sướng vô cùng. Nhưng mà khi mà không còn cái sự bất ổn đó nữa, thì chúng ta lại, chúng ta nhìn như em, nhìn người này, nhìn người kia và thấy, thấy người này yếu đuối, thấy người này mệt mỏi, thấy người này mạnh, thấy người này nói xấu người kia, đủ một điều hết. Như vậy thì chúng ta đã đem lại, không còn kiên trì là chúng ta đã nhìn vào cái tấm gương sai rồi. Hả? Hãy nhìn Chúa Giêsu, amen, là một tấm gương đức tin, phải vậy không? Hãy chú tâm hướng về Đức Giêsu là đấng tác giả và hoàn thành của đức tin, đấng tác giả và hoàn thành của đức tin, hay là cội rễ và cuối cùng của đức tin, hay là khởi đầu và kết thúc bởi đức tin. Có phải Chúa Giêsu là một con người không? Đúng không ạ? Chúa Giêsu trở thành con người, Chúa Giêsu trở thành con Đức Chúa Trời. Nên khi mà trước khi thi hành chức vụ thì Ngài phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và Ngài nhờ cậy Đức Thánh Linh trong mọi sự, phải vậy không? Nhờ cậy Đức Thánh Linh trong mọi sự, Ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh được Thánh Linh đưa Ngài vào đồng vắng để chịu mang vị cám dỗ. Có nghĩa là trong 40 ngày trong đồng vắng, Chúa Giêsu có Đức Thánh Linh ở đó. Amen. À, Ngài đối xử với ma quỷ, Ngài trả lời với ma quỷ thì Ngài có lời chết rằng, có lời chết rằng Thánh Linh từ trong Ngài đó ra. Nên Chúa Giêsu nói rằng là xác thịt chẳng ích gì, những lời ta nói cho các ngươi là thần linh và sự sống. Amen. Những lời Chúa Giêsu nói ra là thần linh và sự sống, những gì Chúa Giêsu nói ra là thần linh và sự sống. Amen. Nên Ngài nói với người què là người què đứng dậy, Ngài nói với người câm thì người câm nói được. Amen. Ngài phát, Ngài phát là thần linh và sự sống, và Chúa Giêsu nhờ cậy hoàn toàn Đức Thánh Linh. Có phải vậy không? Chúa Giêsu bước đi bởi Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu kêu gọi 12 môn đồ đi với Ngài. Chúa Giêsu có lo lấy gì để nuôi môn đồ không? Chúa Giêsu hỏi môn đồ rằng các ngươi đi theo ta có thiếu gì không? Môn đồ đó không thiếu gì hết. Ngài có đức tin cho Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vì Ngài được kêu gọi, Ngài trở thành một người rao giảng phúc âm để giải phóng đến sự tự do cho người nô lệ. À, thì Ngài biết chức vụ của Ngài, chức vụ của Ngài có Đức Thánh Linh đồng hành, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Amen. Nên những cái việc mà Chúa Giêsu làm như là kêu gọi các môn đồ đi theo, thì Ngài không lo về Ngài mang ăn gì, uống gì, làm gì, điều đó Đức Chúa Trời sẽ làm. Amen. Nên chúng ta hãy xem vào cái tấm gương này nè, hãy nhìn vào cái tấm gương của Chúa Giêsu. Amen. Ngài là khởi đầu bằng đức tin, và Ngài cũng kết thúc bằng đức tin. Amen. Ngài chữa lành thì Ngài nhân danh Chúa, Ngài nhờ cải thánh linh chữa lành, Ngài đuổi quỷ thì Ngài cải thánh linh mà đuổi quỷ, phải không? Ngài dạy cho các môn đồ thì Ngài cải thánh linh mà dạy cho các môn đồ, có nghĩa là Ngài tin cậy nơi Đức Thánh Linh là đấng đang ở trong Ngài, đấng đang ở trong Ngài, đấng cùng làm việc với Ngài. Amen. Phải không? Rồi Ngài chịu thập tự giá, thích điều sỉ nhục, Ngài chịu chết cái thập tự giá, Ngài sống lại thì cũng bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Thánh linh của đấng làm cho Chúa Giêsu tử kẻ chết sống lại, trong Roma đoạn 8 câu 11 đó. Thánh linh của đấng làm cho Chúa Giêsu tử kẻ chết sống lại cũng ở trong anh chị em. À, như vậy Chúa Giêsu được sống lại từ quả chết là bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Nên như đây nói rằng là hãy chú tâm
hướng về Đức Giêsu là đấng tác giả và hoàn thành của đức tin. Ngài là tác giả của đức tin, Ngài là đấng hoàn thành đức tin, Ngài là khởi đầu bằng đức tin, Ngài kết thúc bằng đức tin. Có phải vậy không? Ngài là cụ thể và cuối cùng của đức tin. Ngài cuộc một cuộc sống hoàn toàn tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta biết Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài trở thành xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Có nghĩa là Ngài trở thành một con người, Ngài trở thành con Đức Chúa Trời, Ngài đầy ơn Đức Chúa Trời và đầy lẽ thật. Amen. Đầy ơn và lẽ thật. Và chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu của chúng ta. Như vậy thì Chúa Giêsu đến để giảng chữa lành, thủ quỷ, làm mọi việc cần để đem sự giải phóng cho người khác, đem sự tự do cho những người ở trong tội lỗi, nói chung là cho cả nhân loại. Và chúng ta bước vào trong cái trường đua này thì hãy nhìn cái tấm gương đức tin của Chúa Giêsu mà bước đi. Amen. Anh chị em có tin Chúa Giêsu bước đi bằng đức tin không? Amen. Nên chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu bất cứ điều gì, Chúa Giêsu cũng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Phải không? Có những con người đi theo Chúa Giêsu, có vợ của ngăn khó đi theo Chúa Giêsu đem theo tiền nữa, có nhiều người dân hiến, nhưng mà nơi mà không có mua đồ ăn được, có tiền cũng không mua được, nơi đó Chúa là phép lạ. Amen. Chúa cũng giơ tay lên làm phép lạ để chu cấp cho tất cả những người đi theo đó, cả 5,000 người, không kể rằng là con rít, con nghe, có thể tính ra là con 20,000 người, nhân 4 lên là 20,000 người, và dư cả 12 giỏ đầy. Và biết bao nhiêu khách tạc là Ngài tin nơi Đức Chúa Trời. Nên chúng ta hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bước đi, khi chúng ta bước vào trường đua, hãy nhìn vào cái gương đức tin mà Chúa Giêsu đã hành động như thế nào. Hãy nhìn vào những con người anh hùng đức tin để chúng ta có thể vững vàng, có thể tiếp tục kiên trì. Có nhiều người chỉ nhún một thời gian rồi bỏ, không chạy nữa, chạy mệt quá không chạy, có nhiều người hàng thì không chạy được. Nhưng mà nhìn vào mục đích, nhìn vào tấm gương của Chúa Giêsu thì chúng ta có thể kiên trì tiếp tục trong cuộc chạy đua này. Amen. Amen. Anh chị em sẵn sàng đi ra rao giảng phúc âm như Chúa Giêsu đã rao giảng phúc âm, thì người rao giảng phúc âm thì sao? Được nuôi bằng phúc âm. Chúng ta đồng ý điều này không? Chúa nói rồi, Chúa không khớp mình con bò đạp luôn. Ở đây Chúa không nói phải chỉ Chúa lo cho bò, nhưng mà Chúa nói về những con người rao giảng phúc âm, những người phục vụ Đức Chúa Trời, là những người đó Chúa nuôi. Amen. Mà Chúa nuôi thì tốt hơn chúng ta nuôi, ai là người khác nuôi. Amen. Chúa nuôi thì nó đầy đủ mọi sự đấy, dù ở trong tù, dù ở bất cứ nơi đâu, dù ở trong khe cây đít á, quả nó cũng có thể đến để bánh lên thịt để mà nuôi mình đó. Amen. Dù đấy một người đồng bào quá xa đất ta, chỉ còn chút bột chút dầu chuẩn bị ăn rồi chết, nhưng mà vẫn nuôi được cái đấy. Amen. Nên chúng ta không phải có được tiền đâu cho chúng ta. Hãy chúng ta hướng về Đức Giêsu, đấng tác giả và hoàn thành của đức tin. Vì niềm vui mừng đặt trước mặt Ngài chịu đựng thập tự giá, kinh điều sỉ nhục, nên được ngồi bên phải Ngài Đức Chúa. Ngài đặt cái sự vui mừng trước mặt, Ngài chịu đựng thập tự giá, kinh điều sỉ nhục. Chúa Giêsu có mục đích. Chúa Giêsu trở thành tấm gương đức tin cho chúng ta để chúng ta tin cậy và bước đi. Mục đích của Ngài là cứu người. Cái niềm vui của Ngài là cứu được ai đó là vui mừng. Anh chị em khi mà cầu nguyện cho một người đi nữa, chị em có mừng không? Có vui không? Tự nhiên nó lạ thường lắm. Một người tin Chúa qua đời sống của mình vui mừng, sung sướng lắm, hạnh phúc vô cùng. Nên Chúa đặt để cái sự vui mừng trước mặt, có nghĩa là cái mục đích của Chúa Giêsu là giảng phúc âm, chữa lành, đủ quỷ, để đem cái sự tự do cho những người tin. Phải không ạ? Nên Ngài đặt cái sự vui mừng đó ở trước mặt, có nghĩa là Ngài thấy được khi Ngài chấp nhận thập tự giá, khi Ngài khinh điều sỉ nhục đó, thì nhiều người sẽ bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, nhiều người sẽ được tự do, nhiều người sẽ được chữa lành, nhiều người sẽ ra khỏi cái sự áp bức của ma quỷ, không còn nô lệ cho ma quỷ nữa, nhưng mà trở thành con Đức Chúa Trời. Ngài vui điều đó, nên Ngài chấp nhận thập tự giá, Ngài chịu đựng thập tự giá, Ngài
trở thành như chiên con và lấy hạt làm việc như chiên con trước mặt kẻ hết lòng. Ngài không mở miệng, Ngài chịu đựng. Nhưng mà khi Ngài mở miệng thì Ngài đã làm xin cha tha cho họ vì họ không biết điều họ là. Chúng ta nhiều lúc quên, không hiểu về phần tự giá. Nên cái cãi nhau từ trong gia đình, cãi nhau đấy bộ thẳng luôn, cãi nhau ra ngoài luôn, bởi vì đâu có chịu thập tự giá đâu. Đó là sống nghịch lại cái thập tự giá. Thập tự giá là như chiên công trước mặt kẻ hết lòng, không mở miệng. Amen. Nên là cố gắng bắt thập tự giá trong nhà mình đi, đứa vợ với chồng này chịu đựng với nhau đi, đừng có cãi nhau. Cãi nhau là chưa bắt thập tự giá, mà chịu đựng là bắt thập tự giá. Amen. Sẽ ổn trong gia đình mình trước hết, phải không? Cha mẹ con cái của bạn không cãi nhau trong gia đình, chấp nhận thập tự giá sẽ tốt cho người khác. Đây Phaolô nói trong trong một câu chuyện thông báo nói rằng là tuy vọng sống nhưng mà Chúa đưa tôi vào chỗ chết để sự chết ở trong tôi thì sống ở trong người khác. Nếu tôi không chết thì các sẽ chết. Và nếu một sư mà không chết thật sự, không bắt thập tự giá thì hậu thánh không sống nổi đâu. Hậu thánh không còn ai hết, bởi vì một sư không chết là cái cãi với hậu thánh, rồi cái phán xét hậu thánh, rồi cái trở nên một cái người mà rất là luật pháp, thì làm cho hậu thánh của Chúa không ai, ai cũng mệt quá, ai cũng bực bội, ai cũng khó chịu hết, thì không ai đến chốn cả. Nhưng mà một sư chết thì hậu thánh sẽ sống. Amen. Đối với đời sống chúng ta chết thì người khác sẽ sống, nên chúng ta cầm chết mỗi ngày. Amen. Những gì của bản chất xác thịt, những gì của tội lỗi, những gì cái tôi của mình, hãy chết đi. Amen. Hãy chết đi mỗi ngày, hãy chấp nhận tập tự giá, tin liền sử dụng. Những người có nhục mã mình, có vu khống mình, kệ, không có sao hết. Rồi đó là bước mà. Phải không này? Đúng không? Không có làm bầm đúng không? Cứ chiếu gì cũng làm bầm, đó là cái tôi của mình. Bởi vì nó không đúng với ý muốn của mình. Nên là bực chồng có gì hết. Vợ làm không đúng ý của mình là bực, chồng làm không đúng ý mình là bực. Như vậy mình là chúa, mình là chủ trong nhà, mình có biết cái đặc sự trong gia đình chứ. Amen. Phải vậy không? Con muốn cha phải làm theo. Mình là chủ trong gia đình hay sao? Nên cái ý tưởng, cái riêng của mình, cái tôi của mình đó, nó luôn luôn muốn làm chủ của bốn người khác. Phải làm theo ý của mình. Làm không làm theo ý của mình là có chuyện à. Cái đồ và cái buộc là một thứ có làm theo ý của mình, giảng mà không đúng ý của mình là bực à. Đại cơ nè, đại đa nó hành nó xấu rồi, tưởng có chuyện phải không? Nên chúng ta cần phải hiểu và chết là tốt nhất. Amen. Tốt nhất là nên chết đi những cái đồ của mình. Amen. Chết đi cái bản ngã, cái xác thịt của mình, để chúng ta trở thành những người vĩ đại. Chứ không phải cái người vĩ đại là cái người hay cãi hay chửi người ta rồi lên mình kim nào đúng thì đó, cái người đó trở nên thấp kém vô cùng. Mà Phaolô ông nói là hoàng thánh Cô-rinh-tô, ông nói là tôi nói với anh em không phải nói với người trưởng thành, nhưng mà anh em là con đỏ trong thánh linh, bởi vì anh em bè phái, anh em xác thịt, cãi ngộ, chia rẽ đủ mọi điều hết, anh em là con đỏ trong thánh linh. Như vậy thì chúng ta muốn làm con đỏ không? Phải trưởng thành. Amen. Lâu ngày chúng ta cần gặp trưởng thành. Mà nếu mà chúng ta con đỏ mãi suốt cuộc đời 5 năm, 10 năm sau tin Chúa rồi vẫn là con đỏ như vậy thì chúng ta bị thiếu dinh dưỡng, bị còi xương, không có lớn. Amen. Nên phải trưởng thành. Hãy nhìn xem Chúa Giê-xu của chúng ta. Hãy chúng ta hướng về Đức Chúa Giê-xu là đấng tác giả và hoàn thành của đức tin, vì niềm vui mừng đặt trước mặt Ngài chịu đựng thập tự giá, kinh điều sử dụng, nên được ngồi bên phải Ngài được chịu đựng. Amen. Ngài chấp nhận thập tự giá, kinh điều sử dụng vì những linh hồn tội nhân, vì Ngài tin rằng là Ngài chấp nhận điều đó thì những người kia sẽ tin, những người kia sẽ sống, vì những người tội nhân nó sẽ bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Và cái điều vô cùng quan trọng nữa đó là khi Ngài chấp nhận thập tự giá, kinh điều sử dụng rồi thì Ngài trở thành người ngồi bên phải Ngài của Đức Chúa Trời. Amen. Philip nói rất rõ ràng là danh Ngài trên hết mọi danh bao mà trên mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, nghe đến danh Chúa Giê-xu đều phải quỳ xuống, mà mọi lưỡi đều xưng Chúa Giê-xu là Chúa và con vấn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ngài quốc phục
Amen. Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, nên Đức Chúa Trời đem danh Ngài lên rất cao trên hết mọi dân. Amen. Nên tôi nói là chuyện nè, nếu chúng ta hạ mình xuống, chúng ta nhịn nhục như Chúa Giêsu là vâng hạ một ngày hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, thậm chí chết rất là nhục nhã, chịu đựng như vậy, thì Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao. Amen. Và tôi thấy nhiều con tớ của Chúa họ hạ mình, họ vâng phục Đức Thánh Linh, họ hầu nguyện Đức Chúa Trời. Và lúc đầu thì họ bị khinh chê, họ bị ném đá, họ bị đủ mọi thứ bắt bớ tù đài của mọi việc ấy, nhưng mà sau một thời gian Đức Chúa Trời đem họ lên rất cao. Amen. Chúng ta thấy ở các quốc đồng về Việt Nam ngày xưa không, nói chung là tin lành không có ra gì hết, nói xấu nhiều quá, bị nói xấu, bị dạy đạp, bị xí nhục đủ mọi việc ấy. Nhưng mà bây giờ thì sao? Cả nhà nước, cả chính phủ mình đều biết tin lành là thế nào, bởi vì mình không nói. Trong những lúc đó biết là nhịn nhục, là chịu đựng, bất thập tự giá. Amen. Và bây giờ nhiều người tin nhận Chúa, nhiều tệ nạn xã hội đã bước vào vương quốc thiên đàng, trở thành những người chứng nhân. Amen. Nên Luca đoạn 14 là tôi thấy được là Chúa mời những người được mời đó mà không chịu đi, tiêu hết. Nên Chúa nói là không ném được cái quân tiền của ta đâu. Rồi Chúa bảo là ra ngoài đường, ngoài hẻm, ngoài đường đó mời những người què, những người mù, những người bại liệt, các đừng mời vào đây để họ giữ nghiệp. Và đúng như vậy, những người tệ nạn xã hội đã bước vào vương quốc của Chúa rồi. Bây giờ họ trở nên vĩ đại không? Nhiều người ra mục sư, như mục sư Lê Linh Phương, tôi nói ngồi phí quốc hội, ngồi phí thế giới, vì chính trị quốc gia rồi được mời lên đại diện hình này, có phải là vĩ đại không? Những người tệ nạn xã hội đó được mời vào, bởi vì lý do những con người kia mời không chịu đi. Amen. Nên là những tệ nạn xã hội được mời vào, và nó bây giờ trở nên chức năng cho Chúa Giêsu. Amen. Amen. Chúng ta là những người được mời, rất vinh dự được mời, được ông chủ mời. Chúng ta có quyết định đi không? Quyết định trở thành môn đồ của Chúa, quyết định đặt vẻ sự vui mừng trước mặt, chấp nhận thập tự giá trên điều chuyện. Chúng ta hãy để giống như Chúa Giêsu để. Chúng ta tin rằng khi chúng ta chấp nhận thập tự giá trên điều chuyện, thì nhiều người sẽ bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta chết để họ sống mà. Bao? Đây là cái giá. Amen. Chúng ta phải thật sự chấp nhận thập tự giá và thính điều chuyện đâu, thì chúng ta mới có cái kết quả đó là nhiều người tin nhận Chúa Giêsu. Nếu ngày hôm nay chúng ta không chấp nhận thập tự giá, thích điều chuyện nhục, chúng ta tự ái, chúng ta người ta đụng đến cái tôi của mình là chúng ta chịu không nổi, chúng ta sừng cồ, chúng ta cãi với họ, chúng ta đấu tranh với họ, chúng ta tương vực cho chính mình, thì chúng ta không thể nào có kết quả như Chúa Giêsu đã kết quả. Amen. Ngài đặt bẻ sự vui mừng trước mặt, Ngài chấp nhận thập tự giá, Ngài thích điều chuyện nhục. Bây giờ Ngài trở thành đầu của hội thánh, và hội thánh là thân thể Ngài. Như vậy thì Chúa nói rằng là Ngài yêu hội thánh, Ngài phó chính mình vì hội thánh để làm cho hội thánh lên thánh, vinh hiển, không bếp, không nhân, không chi giống như vậy, và thánh thành không chọn sánh được. Và Ngài đó đem đầu hội thánh là thân thể của Ngài, nên chúng ta có liên quan với Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là đầu của hội thánh và chúng ta là thân của Ngài, nên chúng ta phải theo ý của Ngài, làm theo Ngài, chứ không có một trường nào khác hết. Amen. Amen. Anh chị em muốn đi học lời Chúa đúng không? Muốn làm môn đồ phải đi theo thầy chứ. Amen. Amen. Tôi thấy rằng yếu yếu. Muốn làm môn đồ không à? Là phải đi theo thầy, phải học, phải làm như thầy đã làm. Amen. Và như vậy thì chúng ta là người đã bước vào trong trường đua đức tin, và có những con người đức tin đi trước chúng ta rồi, đó là những anh hùng đức tin đang bao vây quanh chúng ta, hãy từ bỏ gánh nặng tội lỗi bất phương để chạy theo cái cuộc đua đức tin này. Amen. Và hãy nhìn xem cái gương đức tin của chúng ta, đó là Chúa Giêsu. Amen. Và chính Ngài đặt vẻ sự vui mừng trước mặt, chấp nhận thập tự giá, khinh điều gì chỉ nhục, và bây giờ Ngài ngồi bên hưởng Đức Chúa Trời, Ngài đang cầu thay cho họ, đang cầu thay cho chúng ta để chúng ta tiếp tục chương trình mà Đức Chúa Trời hành động. Amen. Amen.
Câu số 3 nói là hãy suy nghiệm về đấng đã đương đầu với sự chống đối của những kẻ tội lỗi như thế để anh chị em khỏi mỏi mệt nhã lòng. Tôi chỉ chắc là trong cuộc đua đức tin này anh chị em sẽ mỏi mệt nhã lòng. Amen. Nhưng mà ngày nói với chúng ta là hãy suy nghiệm về đấng đã đương đầu với sự chống đối của những kẻ tội lỗi như thế. Hãy suy nghiệm đi về Chúa Giêsu của chúng ta, đấng đã đương đầu với sự chống đối của những kẻ tội lỗi như thế. Đương nhiên chúng ta là em của Chúa Giêsu, chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta đi con đường của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ có những kẻ tội lỗi chống đối chúng ta. À, nhưng mà hãy suy nghĩ về Chúa Giêsu, khi những kẻ tội lỗi chống đối, những kẻ đó tìm cách mưu kế gài bẫy đến ta muốn giết Chúa Giêsu, rồi hô lên đóng lên nó đi thập tự giá. Chúa đối đầu với những kẻ tội lỗi chống đối như vậy, Chúa chịu đựng, Chúa không mở miệng. Và Ngài mở miệng thì Ngài xin tha cho họ vì họ không biết chuyện bằng nào. Amen. Amen. Và chúng ta biết là những kẻ chống đối, những kẻ đóng lưng Chúa Giêsu, nó sẽ thấy thấy đóng mà nó đã đóng thì Chúa Giêsu hiện lên. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Hãy suy nghĩ đóng đã về đấng đã đương đầu với sự chống đối của những kẻ tội lỗi như thế để anh chị em khỏi mệt mỏi ngã lòng. Amen. Khỏi mệt mỏi ngã lòng. Cái mệt mỏi ngã lòng này nó thường xuyên xảy đến trên đời sống của chúng ta. Khi chúng ta va chạm có một người nào đó, thì chúng ta có thể va chạm với đám đông, thì chúng ta đến nhìn người này và người khác, chúng ta dễ dàng mệt mỏi mà ngã lòng. Nhiều lúc một sự cũng yếu đuối, cũng có những cái thời điểm nam đề cuộc sống nhìn nhận cái chúng ta cũng mỏi mệt ngã lòng, vâng, nhìn người khác chúng ta cũng thấy mỏi mệt ngã lòng. Nhưng mà chúng ta hãy suy nghĩ về Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. Ngài đối đầu với những kẻ tội lỗi chống đối Ngài như thế nào? Ngài bị đánh đập, Ngài bị mắng nhiếc, Ngài bị sỉ nhục, Ngài bị khinh chê, Ngài bị đối hành đủ mọi điều trong suốt 3 năm rưỡi đó. Ngài khi làm chức vụ đó, Ngài chịu đựng biết bao nhiêu điều, và nhất là hấp tự giá, Ngài đã chịu được như thế nào? Chúng ta hãy suy nghĩ về Chúa Giêsu để chúng ta không quá mệt và ngã lòng. Amen. Amen. Tôi nhắc lại cái bài đề tài mà chúng ta có buổi sáng hôm nay, đó là trường đua đức tin. Thứ nhất, có những anh hùng đức tin vây quanh chúng ta, ủng hộ chúng ta, để chúng ta biết họ đã đi trước và chúng ta đang đi theo họ. Thứ hai là chúng ta có một tấm gương đức tin là Chúa Giêsu. Ngài khởi đầu bằng đức tin, kết thúc bởi đức tin. Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tấm gương cho chúng ta. Và chúng ta biết mục đích của đức tin đó là gì? Những linh hồn tội nhân. Amen. Đây là trường đua đức tin. Những anh hùng đức tin cũng hướng về đích là cứu người, phải vậy không? Những người trong Hebrew 11 là cũng cứu người, trở thành những chức vụ rao giảng phúc âm để cứu người, là tỉnh thức dân sự của Ngài trở lại với Đức Chúa Trời. Đây là mục đích của đức tin. Chúa Giêsu đến cũng giảng, cũng chữa lành, cũng giải cứu, kêu họ trở lại cùng Đức Chúa Trời. Và chúng ta, mục đích của đức tin của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng hãy giảng phúc âm, giải cứu, chữa lành và đem nhiều người bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Không có, chúng ta nhìn lại 4 sách phúc âm, chúng ta nhìn lại cả tự ước, chúng ta nhìn lại tất cả những điều khải quyền của các tiên tri, thì chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời có mục đích cho loài người, muốn cứu rỗi loài người mà thôi. Amen. Amen. Chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta sẵn sàng trở thành môn đồ của Chúa Giêsu không? Sẵn sàng không? Chúng ta phải quyết tâm trong thời kỳ cuối cùng này. Trong thời kỳ cuối cùng này, mà nếu Chúa đến trong mai mai, chúng ta sẽ nói với Chúa như thế nào? Tại mặt lực Chúa đã giao rồi, quyền năng Chúa đã giao rồi, ơn Chúa đã giao rồi, tất cả Chúa đã giao rồi, Thánh Linh ở với chúng ta, tất cả rồi. Và những người Chúa nói là những môn đồ đi ra giảng đạo pháp mà nơi Chúa không làm việc với họ,
Chúa cùng làm việc với tất cả những người Israel. Amen. Amen. Nên chúng ta cần phải đi ra. Bất cứ lúc nào gặp ai, chúng ta hãy học chứng nhận. Hãy nói về Chúa Giêsu nào. Họ nói về một vương quốc thiên đàng cho chúng ta sống của họ. Để họ có thể chào bánh. Thì Chúa của chúng ta là đáng toàn năng. Không có gì khó cho đến chúng ta. Nên chúng ta không có sợ hãi. Không có gánh nặng những cái ưu tư, phiền muộn, những lo lắng. Cuộc đời tất cả chúng ta hãy bỏ tất cả những điều đó. Vì Chúa là đáng làm tất cả cho chúng ta. Không có gì khó cho Đức Chúa. Ngài đã cho lựa, Ngài đã kêu gọi chúng ta ra đi môn đồ của Chúa Giêsu. Thì Chúa sẽ cho cấp tất cả tài chính cho chúng ta để chúng ta sống. Gia đình chúng ta được nuôi dưỡng, được sống. Ngay cả đất còn này. Quyền năng và phép lạ sẽ được bày tỏ khi chúng ta công bố. Khi gặp những người què, khi gặp những người mù, khi gặp những người bệnh tật, những người quỷ ám, chúng ta hãy công bố lời của Chúa về Chúa sao. Và Ngài cùng đồng hành với chúng ta. Ngài biết tất cả những ước ao của chúng ta. Ngài biết tất cả những cái gì đó mà chúng ta đang cần. Ngài biết Ngài là đấng toàn tri. Và Ngài là đấng còn lại. Ngài ở với chúng ta luôn luôn càng gần trong đời sống của chúng ta. Ngài sẵn sàng làm tất cả mọi điều cho đời sống của chúng ta. Để chúng ta mọi người tay cho ta lên. Hãy giơ ta lên. Và nhận lãnh lời tôi. Chúng ta nên đời con biết rằng Ngài đang ở đây với chúng ta. Ngài sức giàu trong lời của Ngài. Lời của Ngài là thấm linh và quyền phép. Lời của Ngài là thấm linh và sự sống. Chạm đến mỗi đời sống của chúng con và đem đến đức tin cho hội thánh của Ngài. Để ai nấy nghe, tin và hành động. Và họ sẽ thấy được chức vụ của họ. Chúa đã kêu gọi. Không còn do dự gì cả. Khi họ ra đi, họ làm chứng, họ đặt tay, Chúa chữa lành. Họ công bố giải cứu. Thì Ngài giải cứu những con người bị quỷ ám. Thì họ xác định được Chúa là đang kêu gọi họ. Rõ ràng, con cảm ơn Ngài. Ngay bây giờ, tất cả những người trong hội thánh đứng trước mặt Chúa đây, cùng tất cả những người trong livestream đang thấy, đang nghe và có đức tin trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố rằng sự sức dầu mới trong năm mới này đến tất cả quý bà anh chị em chúng con có mặt ở đây ngay ngày giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ, sự sức dầu và thánh linh của quyền năng của Ngài tuôn đổ trên đời sống của họ, tuôn đổ trên đời sống của họ. Để họ được thúc giục, được đốt cháy, làm chứng nhân trong ngày, mọi lúc, mọi nơi, trong danh Chúa Giêsu. Và họ trở thành những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Họ trở thành những con người mà Chúa Giêsu đã nói rằng, hãy tin ta, cũng sẽ làm những việc ta làm, và những việc vĩ đại hơn nữa, thì ta đi về cùng cha. Ngài đã giao quyền đó cho họ cả ngày, Ngài đã giao quyền đó cho các môn đồ của Ngài, và các môn đồ sẽ đi ra, để Chúa cùng làm việc với họ. Chắc chắn là họ ban những dấu kỳ và phép lạ cho con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố bẻ gãy cái ác của Satan, bẻ gãy tất cả những tội lỗi dễ vương vương, bất cứ tất cả những trói buộc trên đời sống của họ và công bố họ được tự do ngay bây giờ. Ngay bây giờ họ được tự do hoàn toàn. Bởi vì thánh linh ngự trong họ, đầy dẫy trong họ. Vì thánh linh ở đâu, họ được tự do ở đâu. Thánh linh ở trong họ, họ được tự do. Tất cả nên đặt khai ra khỏi mọi trói buộc. Ra khỏi tất cả đồ nghĩa của Satan trong đời sống của họ phải bị đập tan trong danh Chúa Giêsu Christ và ý tưởng của họ sẽ làm con trong cuộc đời này. Ngay bây giờ chúng con cảm ơn Ngài. Và là nơi Ngài đồng hành với tất cả quý bà chị em và chúng con biết rằng là cái sự phóng ứng lớn khi tất cả bọn thánh của Chúa, những môn đồ của Chúa Giêsu đi ra giảng từ nơi này cho đến nơi khác. Họ giảng cho người láng giềng của họ giảng cho những người trong gia đình của họ, họ gặp những bạn bè làm việc với họ thì họ giảng cho những người đó. Miệng họ luôn luôn nói bởi vì chức vụ mà Chúa Giêsu giao đó là chứng nhân cho Chúa Giêsu mọi lúc mọi nơi. Và khi họ trung tín trong việc nhỏ thì Chúa cho họ trung tín trong việc lớn. Họ làm được việc nhỏ, Chúa cho họ làm những việc lớn. Và Chúa gọi họ rằng là ở đây tới ngàn lần trung tín, hãy đến và nhận lãnh cái sự vui mừng của Chúa người. Chúa Giêsu vui mừng, đặt để sự vui mừng trước mặt Ngài chấp nhận thập tự giá và thích điều sử dụng. Thì bây giờ các con đồ của Chúa Giêsu cũng chấp nhận thập tự giá, thích điều sử dụng, bởi vì họ cùng vui mừng với Chúa Giêsu. Đó là họ sẽ kết quả do Chúa trái họ đậu luôn. Chúng con cảm ơn Ngài vô cùng. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Con chúc phước thiện quý bà chị em con. Con cũng công bố phước lành từ trời để con đổ đầy đàn đầy đàn. Không thiếu thốn gì cả. Bởi vì người của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã sinh ra thì Ngài nuôi dưỡng, Ngài bảo vệ và cho họ hưởng được cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.
tất cả những gì trong phương pháp thiền đàn đó, thì họ sẽ nhận lãnh qua thấm ơn của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài vô cùng, cảm ơn Chúa, vì Chúa ban phước cho họ, vì Chúa chiếu sáng bằng ngàn cái đời sống của họ, vì Chúa đồng hành với họ, giao thông với họ cho đến ngày Chúa Giêsu chúng con trở lại. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.